Và kết thúc một tin tức giao thông sáng nay thì xin được chia sẻ với quý vị một hình ảnh mà có lẽ ai xem qua cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Clip được ghi lại trên tuyến đường từ thành phố Hải Phòng ra khu nghỉ mát Đồ Sơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Như đèn kế quất. Hàng loạt người đi xe máy bật xi nhan xin rẽ trái nhưng vẫn tiếp tục đi thẳng suốt cả một chặng đường dài. Tình huống lạ thường này đang diễn ra nhiều ngày nay trên tuyến đường từ thành phố Hải Phòng ra khu nghỉ mát Đồ Sơn. Vì sao lại vậy? Được biết do làn đường của người đi xe máy quá hẹp, trong khi làn đường dành cho ô tô lại vắng, nên những người đi xe máy đã truyền tai nhau cách đi để mà không bị phạt là luôn luôn bật đèn xi nhan xin đường sang bên trái để đi lấn làn sang làn đường của ô tô. Cách đối phó này không chỉ khiến cho cảnh sát giao thông không thể xử phạt mà còn gây khó khăn cho các xe ô tô khi di chuyển đúng làn của mình trên cung đường này.